Xin chào các bạn đến với kênh của Cat and Officer. Bây giờ tớ sẽ vẽ một bức tranh về mẹ tớ. Mình phải xoay thế này nè các bạn. Mình sẽ vẽ một đầu của mẹ tớ. Đầu mẹ mình to lắm. Đấy, tôi đã hoàn thành xong bước đầu. Tôi sẽ vẽ tóc nha, các bạn thích kiểu tóc thế nào các bạn cứ vẽ đi. Không để đừng chờ. Học hai bên này nè, cho đẹp nè. Bây giờ mình sẽ vẽ vương miệng ở đây. Bạn nhìn thấy vương miệng đẹp không? Bây giờ mình sẽ vẽ cái tai nha. Rồi tai mình to bằng này nè. Để tai tôi vẽ tai đẹp không bạn? Bây giờ mình sẽ vẽ thân. Để tôi vẽ mắt đấy. Tôi sẽ tô nữa. Tôi yêu mẹ tớ lắm nên tớ sẽ phải đẹp. Hiện tại tớ học lớp 1 rồi, nhưng mà dịch Covid thế này thì tớ phải ở nhà. Nhưng tớ đã 6 tuổi tròn rồi. Đảm bảo ấy. Tớ sẽ học tốt rồi mà xem. Nếu mà các bạn điểm kém ấy thì bố mẹ mắng cho là đúng rồi. Đây giờ sẽ vẽ này. Đông mắt lúc mai cũng vẽ tên đi. Tôi sẽ về mối của mẹ tớ. Mối của mẹ tớ đó. Tôi sẽ về thân của mẹ tớ. Tôi sẽ về thân rất cẩn thận. Vậy các bạn thích váy hay là quần áo, các bạn hãy bình luận xuống dưới kênh Cả Anh Official để tớ biết nhé. Tớ chọn biết chọn thế nào. Bây giờ tớ sẽ làm váy. Tớ sẽ vẽ mẹ tớ lúc còn hồi nhỏ. Mẹ tớ đang đi tè. Tớ chỉ quen với cái này thôi.
Tớ sẽ trang trí vài món đồ cho mẹ. Cái trên này tớ vậy mình sẽ đã hoàn thành xong rồi. Mẹ tớ hiện tại đang ngồi xuống ghế. Ghế này thì các cậu có biết về ảo không? Tớ biết biết về ảo đấy. Đấy, các bạn có thấy ảo không? Bây giờ tớ sẽ về, mẹ tớ đang chơi. Đang đi cũng đang đi đâu nhỉ? Thôi, cứ vậy đi đang tớ sẽ về mặt ông mặt trời xinh đẹp ở đây. Mặt trời. Trang đeo kính. Rồi. Rồi lại cái này này. Để tô mắt màu đen. Kính này sẽ là một kính màu đen. Các bạn nhìn thấy có thể đẹp không? Cái đèn màu ở đây tuổi mặt trời và con chim nữa, chim đang bay. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Còn tôi sẽ về con bướm. Rồi về xong con bướm, rồi sẽ về vài món thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ tô màu. Tôi sẽ cầm một đỏ và một cam để tô âm mặt trời màu vàng. Đây, màu vàng sẽ để tôi sẽ này thích trời nóng nóng nên bạn này đang đi chơi đó. Là mẹ tớ đúng không? Ôi mệt quá các bạn, cái tranh này siêu mệt luôn các bạn. Rồi mẹ tớ sẽ tớ này. Dạy đang
xin con xuống. Anh vừa nói đấy, đừng có nghe cái giọng anh xuống, đừng nghe cái giọng đấy nhé. Các cô bỏ qua cho tớ nhé. Anh tớ ghét tớ lắm. Tớ cứ chơi một mình đây. Bây giờ tớ tớ tóc cho mẹ tớ. Mẹ tớ thích một tím nhá. Tớ sẽ tô tóc mẹ một tím. Nhưng mà một tím cũng không hợp. Thôi, màu đen là được rồi. Mình sẽ tô màu đen. Thôi tớ chỉ tô tóc với ông mặt trời thôi nhé. Xong thì tớ sẽ gợi ý các bạn. Cái mồm tớ sẽ tô màu đỏ. Còn cái váy tớ sẽ tô màu vàng. Cái ghế này tớ sẽ tô màu trắng. Còn cái dây này tớ sẽ tô màu đen. Cái này tớ sẽ tô màu hồng. Trên này tớ sẽ tô màu cam. Bạn này chưa hỏi tớ tô người tóc. Hôm nay tối rồi nên tớ phải làm nhanh đó. Không tô màu cho các bạn. Các bạn ấy thì hãy bình luận xuống phía dưới rồi các bạn hãy nhắc nhở tớ lúc nào trời sáng. Trời sáng thì tớ sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn đừng vội mừng. Ở nhà tớ tớ thì lúc nào cũng ngủ muộn thôi các bạn. Anh không sao. Tớ ở đâu này chứ? Ôi bây giờ các bạn chờ tớ tí nhá. Tớ đã lấy được cái bút. Tớ đã tô xong này. Thôi để tớ tô hết nha. Hãy vương miệng tớ sẽ tô màu vàng. Và tại các bạn biết thì sao vương miệng phải tô màu vàng? Tại vì vương miệng thực tế màu vàng. Tớ thích màu vàng nhất trên đời. Nên tớ cứ về cái gì đây. Đây là màu đỏ. Hiện tại tớ đang bật điều hòa trong khi đi ngủ. Nên đấy, nhà tớ không giàu không nghèo, nhà tớ bình thường các bạn. Nếu mà nhà các bạn giàu đừng bao giờ chế nhà nghèo nhá. Nếu mà nhà nghèo dần nhà giàu có sao đâu. Cái váy tớ sẽ tô màu vàng các bạn. Tớ tô màu nhanh lắm. Tớ sẽ vẽ nè. Tớ cái giày đó. Đây là có một trắng này. Một trắng này có thể nhìn được đấy các bạn. Bạn cứ nhìn đi. Các bạn thấy càng ngày càng một trắng đậm nữa không? Nếu các bạn không nhìn. Nếu các bạn
bạn không nhìn thấy gì ở bên mình chứ. Bên dưới cho tôi biết nha. Không biết cậu đừng bình luận nhà cậu ở đâu. Còn một tí nữa thôi là tới hoàn thành rồi các bạn ơi. Ăn hồ ăn hồ. Này, con cái con bướm giờ sẽ tung con chim giờ sẽ tung một cái nhé. Bye bye. Gặp lại các bạn ở những video sau nha. Các bạn đăng ký ủng hộ like video để xem nhiều kênh hay nữa nha. Bye bye.